Rồi, xin chào mọi người ha. Sáng nay trình chia sẻ và giao lưu cái cây mai đọt xanh dáng lông cây lớn, cây hàng đại. Cây này thì nó có một bộ củ đế đẹp của nó, trình đo được là vanh 50 nha. Củ đế đẹp của nó là vanh của nó là 50. Còn hình thân á, trên này là 18 này. Rồi, bây giờ đây là cái mạch hoa. Mấy cái mạch hoa này nó nó tan rồi mọi người. Mạch hoa này nó tan rồi. Rụng sắc pháo rất là đẹp không. Cái này mình có lấy đỡ một ít, mình lấy hạt này. Nói chung cái này là tết giờ là nó ra thứ mấy đợt rồi, mình lấy hạt cũng nhiều. Bây giờ nếu anh em có nhu cầu giao lưu sở hữu cái này thì trình nhận lại ha. Cái này hiện tại thì nó cao 1m3, lên tới đỉnh ngọn là 1m35. Cây cao 1m35, tán rộng form của nó là 1m ha. Đó, mọi người nhìn không? Trình quay từ xe lấy hết form tổng thể của nó cho mọi người xem. Cây được một tay này, hai tay, ba tay, bốn tay, năm tay, sáu tay, bảy tay, tám tay, chín tay, 10 tay, 11, 12 tay. 12 tay một ngọn nha mọi người. Lấy hết form tổng thể cho mọi người xem luôn. Coi nó thuần dáng thuần cốt rồi. Đó, tay cành nó ra đúng điểm dương của nó. Cây liền thân liền cốt, càng lên cao là nó càng gút lại này mọi người ha. Càng lên cao là nó càng gút lại này. Cây này giống đột xanh hoa cực kỳ đẹp luôn. Đột xanh Bình Định nha mọi người. Chứ không phải đột xanh Quảng Nam hay là đột xanh Huế gì đâu. Đột xanh Bình Định là cái hoa nó đẹp nhất rồi. Lọc nó, lọc non. Hôm qua trình mới phun một đợt thuốc sâu bò trĩ với lại tăng sức cho nó. Trong cây này mình rong lá nó, với lại mình lấy hạt rồi, bữa mình lấy hạt nhiều rồi. Bây giờ mà nó có một cái đợt chùm hoa mới nó tạo hạt bên này. Mọi người thấy không? Đường thoát thân của nó giót cây ha. Càng lên cao nó càng giót lại. Rất đẹp. Cây nó gút thét. Đọt xanh này dòng nó lâu lớn, lâu lớn hơn đọt, lâu lớn hơn các cái dòng giống cúc thông thường. Cây cực kỳ đẹp luôn, chuẩn dáng chuẩn hoa, cây hàng lớn. Rồi trình báo giá nhanh luôn, cây này là giá 12 triệu nha mọi người. 12 triệu là sở hữu được cái cây rin. Đây là cái phần gốc đế của nó này, củ đế đẹp bự ha. Giờ trình rút thước ra cho mọi người xem hết đó. Rõ ràng cái dàn chân đỡ rễ của nó. Cái này mà nuôi càng lâu thì nó đùng cú ra nhìn đẹp lắm. Giá trị coi. Đột xanh là dòng giá trị lắm nha mọi người. Cho nên là giá 12 triệu là cây này là giá hợp lý rồi. Cây rin nữa đó. Củ đế đẹp đàng hoàng. Đẹp sệt luôn đó. Xung quanh của nó là dàn chân đỡ rỡ nữa. Nói chung dàn chân đỡ rỡ cây này nó phủ ôm hết đó. Vành 80 luôn. Nói chung không có đo, không có tính phần vành đỡ rỡ. Mình chỉ tính chiều cao tổng thể, tán ngang với lại là bộ củ đế đẹp của nó thôi. Đang xù và kéo, đang đổi cấp này. Nó đang xù, đẩy xù lên. Cây gốc đế đột xanh kiếm những cái cây như thế này là nó hiếm nha mọi người. Nói chung mình giá vương thì mình báo giá nó rẻ rồi nên không có giảm giá thêm ha. Anh em có thích sưu tầm thì liên hệ trực tiếp với mình ở mình giao lưu coi. Coi gốc đó đẹp hoa, hoa đọt xanh cánh cực kỳ mịn luôn. Hoa này là hoa gần tàn rồi đó mà mọi người thấy, cánh cực kỳ mịn ha. Cái dáng lông thì chỉ có một cây này thôi. Đột xanh cực đẹp. Không, hoa quá đẹp luôn, cái vòi nhị nó rõ ràng. Tay cành rễ dâm nó đàng hoàng ha. Tay cành rễ dâm đàng hoàng.
không có rớt tay nào hết nha mọi người. Cái nó liền thân liền cốt nữa, chân cây à. À, trình lia camera gần như thế này là nói chung mình quay nó kỹ rồi nha mọi người. Các tay tán đó không, đường thân lượng của nó chân cây rồi, không có làm ghim nọc nữa, không cần làm ghim nọc nữa đâu đó. Mình chỉ dựng ngọn thôi chứ không có cần ghim nọc mấy tay tán nữa. Tay tán bây giờ mình cứ đỡ ra tự nhiên, mình bấm dâm mình chơi thôi. À, trình bấm dâm, trình lạc lá bớt nè, răng bớt lá già của nó nè, không mình phun một đợt thuốc à, lọc non nó, không cực đẹp, hoa nó trứng hoa nữa. Hoa mà nó sung nó có thể đơm gần với 3 lớp nha mọi người, còn 2 lớp là bình thường nha. Đó. 2 lớp đối với cây này rất là bình thường. Hoa quá đẹp luôn. Cây giống thì mình báo giá có 12 triệu thôi. Qua đó là giá nó quá hời rồi, quá rẻ rồi cho anh em siêu tầm ha. Còn hạt thì mình cũng có đủ số lượng rồi, thì mình cũng nhân giống cây này ra để riêng. Rồi, nhân đây thì Trịnh sẽ giao lưu tiếp một cái cây lùm nữa, nó đang có mạch hoa. Lùm đột xanh nha mọi người. Rồi, đây là cái cây lùm đột xanh. Cây này hiện tại tính tới phần đỉnh ngọn là cao 90, tán ngang là 80. Phần thân Trịnh đo được dưới này là 12. Cây này có một bộ vanh cụ đế rễ nó nữa nè. Cây này có cụ đế đàng hoàng, đó, rõ ràng. Chân đế nôm, cái này nôm nó chia đều tứ diện, cái này chuẩn giống đột xanh nha mọi người. Đó. Hoa nó này, hoa nó chùm không, hoa chùm chùm, mấy cái hoa này nó tàn rồi. Cách đây 4-5 bữa thì Trịnh đã có quay cái mạch hoa này rồi, đang rình sót á. Hoa rất là tươi, Trịnh che ánh nắng cho mọi người xem này, đó, giờ nó đang phải ánh nắng cho nên nó hơi bị chói tí nha. Cây nó trừng hoa không, vậy bung xìa đẹp không. Mấy cây này thì nói chung nó sung cây thì nó nói chung tháng này mấy cây mà mình bấm nó sâu á là nó sung, nó bén đọt non với lại là nó tạo nụ á, rất là nhiều. Đó. Không mọi người không, rất là nhiều chi chít nha, nó mọc đều hết. Cây này mình đỡ tán tròn mình chơi. Đó, tán du. Cái này dâm nhiều lắm, dâm trong dâm, khéo coi. Cái này thì mình đỡ giá là 2 triệu nha mọi người, chung 2 triệu đó. Kiếm được cái lùm như thế này là rất là khó, dâm tàn tự nhiên này không, không có đi ghim nập gì hết đó. Mình tia tán du mình chơi thôi đó. Tán du như thế này này không, tạo độ lúp của nó. Cây gốc đó nó rõ ràng, đó, dần chân đỡ rỡ nó rõ ràng. Sau này nó phình ra nó tạo thành một cái cú đó. Nó cũng rất là hay. Cây được nuôi dưỡng đó. Vừa rồi Trịnh thay đất đó, sang chậu cho nó này. Chậu này lọt lòng là 60 ha. Đó. Cái vành ngang của nó, các tán ngang cái tay cành là nó phủ bì hết luôn. Phủ bì hết cái so với bên ngoài của vành chậu luôn này. Rồi, đột xanh rin. Hoa rõ ràng, mọi người có mua về siêu tầm làm giống thì cũng ok, giá chỉ 2 triệu thôi. Cây chuẩn, cây chuẩn hoa. Rồi rồi mọi người có nhu cầu giao lưu thì alo số điện thoại là 0849 02 0790. Rồi, xin chào, cảm ơn mọi người đã xem hết video mình ha, hẹn gặp lại những video tiếp theo.